Vâng, chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của Em Vũ Dương Ô Tô, chuyên các cái dòng xe giá hợp lý, hàng ngon, hàng bổ rẻ cho anh em. Và hôm nay thì em mang đến cho anh em một chiếc xe để gọi là kiếm thêm rất rất nhiều thu nhập cho anh em nhá. Con này mà đầu tư tiền thì ít nhưng mà lại một tháng gọi là tính ra con này khoảng một năm là có thể hồi vốn luôn anh em ạ. Một chiếc xe 5 chân, vâng, đăng ký 4 chân, tải trọng 17 tấn 9 dành cho dòng 4 chân. Và tiết kiệm được cực kỳ nhiều tiền luôn, hạ tải rồi nhá, về là anh em chỉ việc đi thôi. Thùng thì là toàn bộ là dàn thùng nốc 4 khoang, khung gầm cao 2m6 chiều cao, phun tải phun chiều cao là 4m nhá. Dòng này thì anh em cứ đi Bắc Nam thoải mái luôn, leo đèo leo núi ok. Và đặc biệt là dành cho hàng hoa quả hoặc là hàng nặng rất là tuyệt vời. Xe thì dàn lốp ở hai cầu sau còn ngon nguyên và phun tải. Máy của xe đang sử dụng động cơ máy du trai 340. Vâng, máy còn mới nhá, xe còn ngon, dí cầu hoạt động hoàn toàn bình thường. Sắt xì gầm bệ là không có han mọt, đã sơn xì đen như thế này rồi. Và xe thì tên tư nhân chính chủ luôn. Nói được các bác chứ cái dòng này thì không quan trọng tư nhân công ty đâu, mà quan trọng nhất chất xe thôi. Vâng, xe còn cực kỳ ngon luôn nhá. Sắt thùng đây các bác nhìn này. Đấy, hàng thùng đẹp như thế này. Mà đây là một con xe hàng hiếm luôn nhá. Nên là bác nào mà thích cái dòng xe 4 chân hoặc 5 chân, muốn tải đẹp và xe còn ngon chất thì alo ngay cho em con này. Đây là một chiếc xe với động cơ máy du trai 340, vừa khỏe vừa ngon, vừa chạy chắc. Và cái hàng này là hàng hiếm luôn. Anh em có thể bảo là nhiều nhưng anh em cứ thử tìm đi, anh em sẽ biết ngay là hiếm hay có, dễ gặp hay không. Vâng, và xe thì còn rất là ngon nhá. Dàn lốp còn đẹp này. Đấy, sắt xi gầm bệ đẹp này, thùng sàn thì ok, đăng ký đăng kiểm thoải mái. Và con này thì đăng kiểm là còn 1 năm luôn nhá anh em nhá. Đăng kiểm còn 1 năm đến tận tháng 8 2024. Và xe thì còn cực kỳ cứng cáp luôn, tất cả các trang thiết bị của xe thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Và con này thì anh em cứ yên tâm là về là khai thác là tầm khoảng 1 tháng là khoảng tầm sinh cho anh em khoảng tầm 100 đến 150 triệu tiền lời là chắc chắn rồi. Đấy, anh em nhìn đầu đấy, cái xe còn đẹp như thế này. Và xe đảm bảo là không có đâm đụng, không ngập nữa. Đấy, hàng còn ngon nhá. Đăng kiểm thì 1 năm luôn. Anh em nhìn này, đăng kiểm còn phun dài luôn à. Đấy, đăng kiểm phun dài. Xe thì còn cứng nét luôn. Và thôi, nói vậy thôi. Bây giờ ta sẽ đi vào chi tiết từng phần để xem là xe nó có chất như là những gì em vừa báo không nhá. Đầu tiên là phần đầu. Đây là một chiếc xe mà sử dụng động cơ máy du trai 340. Hàng này thì chỉ anh em nào mà hay chạy đường trường hay chạy đường tải nặng thì mới biết là máy du trai là dòng máy gì. Dòng này thì máy cực chất luôn nhá anh em nhá. Máy còn zin và máy cực chất luôn. Turbo khô sạch, máy khô thoáng và không hề lỗi lầm. Đấy, cái này thì tí nữa cuối video em sẽ nổ máy cho anh em để anh em cùng chiêm nghiệm xem xe như thế nào nhá. Còn bậc chân 3 bước này, nhựa cản của xe này còn nguyên, đèn nón đầy đủ. Và cái này thì được tăng lên đèn trợ sáng cho anh em rồi. Về là anh em không phải độ chế cháo gì nữa rồi. Cứ yên tâm là việc là chạy thôi. Đầu chân long, đấy, máy khỏe, đầu căng, hơi căng nét luôn. Và cái dòng này cũng là một cái dòng xe mà được rất nhiều người thích nhá. Vâng, vừa kinh tế vừa tiện lợi. Đầu tư thì chỉ bằng 1/2 những cái chiếc xe bình thường thôi. Mà con này anh em chỉ bỏ cho em tầm khoảng chưa đến 500 triệu là anh em có thể là mua được ngay con này về rồi. Còn lại cái xe thì trả góp được tầm 5 năm nhá, chứ không phải là như các cái dòng khác 2 năm hay 3 năm. Nên là khấu hao của anh em thì thoải mái luôn. Nội thất bên trong xe thì gần như là mới tinh. Rồi, ghế còn đẹp này, vô lăng còn tươi này. Và xe này thì cũng kiếm cho bác chủ cũ cũng khá là nhiều tiền rồi. Nhưng mà gần như là nội thất bên trong xe thì vẫn còn rất là đẹp luôn. Tất cả các cái chức năng của xe hoạt động hoàn toàn ok. Chân này, à con này lại còn giường 2 tầng luôn nhá, cho anh em đi đường trường chở thoải mái luôn. Vâng, theo đăng kiểm thì con này là 2 người. Đấy, nhưng mà cái này thì anh em cứ 3 người ngồi trên vẫn ok. Chủ hàng nữa là thoải mái. Và xe thì đang sử dụng máy du trai 340, là cái dòng dàn máy rất là khỏe luôn. Chạy đường biên, chạy Bắc Nam thoải mái cho anh em. Đấy, dàn lốp trên, dàn lốp trước này anh em nhìn này, còn dày kinh khủng luôn. Đấy, lốp Marten. Và cái dòng này cũng là một cái dòng lốp mà anh em cứ đi tầm khoảng chạy cũng phải tầm đôi 3 vạn đến 4 vạn thì anh em mới phải thay. Riêng những cái dòng này lốp nó rất là bền. Đấy, còn toàn bộ bên trong. Đây, anh em nhìn máy này. Máy du trai khô đét em luôn nhá. Máy này là máy khô và máy zin luôn. Chưa có phải vào xưởng gara bảo dưỡng gì cả, chỉ có việc đổ dầu mà chạy thôi. Đấy, bảo dưỡng định kỳ. Đấy, anh em nhìn này. Khoang máy nhìn nó rất là khôn. Đấy. Và sắt xi gầm bệ thì anh em nhìn này, toàn bộ dàn sắt xi của xe này còn căng luôn và không có han mọt nhá, còn nguyên luôn này. Dàn thùng thì khỏi bàn. Các cái vè nóc hay là các cái khoang dưới của xe thì còn căng luôn. Đấy,
Còn bình dầu của xe thì đấy anh em nhìn này, khoảng bình dầu cũng gần đến cả khối nên là để thoải mái anh em đổ một lần có thể là đi chạy Bắc Nam ok. Còn con này thì đây anh em nhìn này, toàn bộ bên phần dưới của xe đây. Đấy, cầu sóc bóng hơi nhá, bóng hơi này. Đấy, và đằng sau đây, đây là cầu treo. Đấy, hàng giữa và cái này là treo cầu lên, bình thường là đăng ký là 4 chân nhá. Còn nếu anh em cần tải thì anh em hạ xuống là anh em thành 5 chân luôn. Thế là anh em có thể chở được rất rất nhiều đồ. Mà đăng kiểm 4 chân thì anh em biết rồi, mình trả phí từ phí đường bộ cho đến tất cả các cái phí duy trì là rất là ít tiền. Đấy, và mình lời được rất nhiều kinh tế luôn nhá. Thế còn về phần dàn lốp đằng sau của xe thì cả hai bên đều là dàn cũng tương đối là mới, tầm khoảng 80%. Anh em cũng không phải lo lắng cái chuyện về phát thay lốp luôn, đã được rất nhiều tiền rồi. Con này thì nói chung là vừa rẻ vừa thơm, vừa ngon vừa bổ, mà anh em mà còn phải suy nghĩ nữa thì thực sự anh em là hơi khó kiếm luôn này. Chỉ cần đầu tư 500 triệu trả trước là anh em đã dinh được ngay con này về rồi nhá. Trường Long 340-216, vâng, bản nhập xe nhập luôn, nhập nguyên con luôn. Đấy, anh em nhìn này, sắt xi của xe này, gầm này, và toàn bộ dàn gầm của xe là sử dụng gỗ là vẫn còn không có bị mọt mét gì nhá. Anh em nhìn này. Đấy, gỗ gầm của thùng đây còn ngoan nguyên. Đấy, dàn thùng còn đẹp, và toàn bộ dàn sắt bên trong xe là sử dụng nóc cao cấp. Đấy, 304. Anh em cứ yên tâm là cái riêng cái dòng này thì không cần phải để ý đến chuyện là thùng hỏng hay là gì. Anh em cứ chạy thoải mái luôn, không lo han mọt nhá. Đây, thùng cái này anh em nhờ. Đấy, và thùng thì chiều cao của nó là 2m6 lên đến đỉnh của cái thanh giằng ngang nhá. Còn đâu chiều ngang là 2m3, chiều sâu là 9m3. Đấy, tải trọng 17 tấn 9. Và anh em có thể chở cho em nhiều đồ, 17 thôi, chứ mà anh em chở khoảng 20-25 tấn cũng ok. Nhưng mà nhớ tránh công an đấy nhá. Còn nếu mà có công an thì cứ gọi điện cho em. Đấy, cứ gọi điện cho em, em gọi bác Hồ ra là ok. Sắt toàn bộ dàn lốc của xe thì dày luôn. Cái dàn lốc này thì các bác yên tâm là không phải nghĩ luôn nhá. Bản lề này, các bác nhìn bản lề này. Riêng cái bản lề này thì toàn bộ là bản lề dòng bản lề giá hơi cao, nên là cái dòng này thì không bao giờ phải lo là gãy bản lề han mục nhá. Trừ khi là các bác lấy máy ra các bác cậy thôi. Đấy. Còn về dàn sắt xi phía dưới hay là dàn trên của xe thì không chê được một câu nào. Nói chung là em quay rất kỹ rồi, nên là các bác mà thích phân vân thì các bác cứ qua trực tiếp xem xe, sờ lắn xe xem là có đúng với cái giá trị mà mình bỏ ra hay không. Con này full tiền thì đang là 980 triệu đồng các bác nhá. Còn đâu chỉ cần các bác có 500 triệu là các bác yêu được em này rồi. Rất là nhiều nhá, vừa rẻ vừa ngon, mà xe thì còn cứng nét luôn. Dàn lốp thì chỗ này là hơi bẩn tí này, nếu mà rửa lên nói các bác nhìn như là lốp mới thay luôn. Nhưng mà cái dàn lốp này là các bác đỡ được rất nhiều tiền. Đây này, tem lốp còn nguyên và mới bong rồi thôi nhá. Đấy, dàn lốp vừa mới thay xong, bác chủ bảo thôi chờ bán đi, đấy, để làm ăn việc khác. Thế là bác cứ để lại cho em con này. Chứ còn nói thật các bác, bình thường không bao giờ có mùa xuân mình lấy được con này đâu nhá. Giá cực hời luôn. Đấy, dàn cầu treo trên này, cầu sóc bóng hơi dưới này. Và em này thì được sản xuất 2016. Các bác nhìn này, tem nhãn còn nguyên này. Sản xuất tại nhà máy cái gì? Nhà máy Phang Trân tập đoàn Phang Trân của Trung Quốc. Cái nói chung là những cái dòng này thì các bác cứ yên tâm là không bao giờ phải nghĩ ngợi luôn. Đấy, cái bộ treo này. Đấy, chứ không phải là cái xe này đâu nhá. À, còn toàn bộ các cái dàn bầu hơi. Đấy, một bình hơi của xe này. Các bác nhìn này, toàn bộ sử dụng nhôm cao cấp chứ không phải là dùng như là cái dòng nóc đẻo ở các cái dòng xe khác, nên là những cái dòng này thì nó độ bền nó rất là cao, chịu áp lực tốt. Đấy. Và nói chung tổng thể của xe thì đúng là hàng chất tiền căng thì nó phải như thế này. Đấy, các bác nhìn vè nóc này, đến bao giờ mới hỏng được các bác? Vâng, toàn bộ dàn gầm từ trong cho đến bên ngoài đây. Và nói chung là từ đây, tất cả mọi góc nhìn các bác nhìn này, dàn thùng nóc của xe này cực kỳ đẹp luôn. Em thực sự là không chê được con này ở điểm nào. Chỉ chê mỗi cái là dùng bao năm rồi mà nó vẫn chưa như kiểu là như là kiểu mới dùng được 1-2 năm thôi. Phải nói bác chủ cũng là người ta sử dụng cũng khá là giữ gìn, chứ không phải bảo dưỡng định kỳ thường xuyên. Nhưng con này các bác cứ bảo dưỡng định kỳ thường xuyên cứ thoải mái luôn nhá. Và máy du trai 1340 thì cực kỳ khỏe. Đấy, con này thì máy của nó là động cơ máy dầu 8.2, ăn dầu rơi vào tầm khoảng nếu mà phun tải khoảng tầm chưa đến 30 lít trên 100 cây. Nói chung là như thế là quá kinh tế rồi các bác ạ. Vâng, cực kỳ kinh tế và hợp lý luôn. Đấy, phần bên trong này đây, thùng này, khoang cabin đây. Các bác nhìn này, giường tầng đôi trên dưới này,
vừa rộng rãi vừa tiện lợi thoải mái luôn nhá, kể cả người lái này ngồi rất là thoáng đãng và thoải mái, góc quan sát tuyệt vời luôn. Đấy, xe còn ngon cứng và con này giấy tờ các thứ pháp lý thì đầy đủ rồi. Cái này thì em đã rút hồ sơ rồi nên là không có biển nữa các bác nhá, nhưng mà biển gốc của nó kìa. Đấy, 89C10552 nhá. Anh em check tra thoải mái xem là xe có lỗi lầm gì không nhá. Còn cái này thì bên em có bảo hành và có bảo hành cho các bác là 1 năm. Đấy, các bác cứ đi chán đi xong rồi lại điện lại cho em bán lại con này em mua hết. Nói chung là tầm tiền đấy thì quá hợp lý rồi. Xe vừa ngon vừa bổ vừa rẻ nhá. Nên là các bác yên tâm. Vâng, vâng. Một chiếc xe 2016 đầu 340 của du trai. Hàng này thì cực kỳ bền luôn. Vừa khỏe vừa bền các bác ạ. Mà chất xe thì quá căng luôn. Đây các bác nhìn này. Hậu sau này, úi giời, nặng quá. Đấy, hậu sau người ta còn làm như thế này mà. Thế hỏi các bác là quá cẩn thận luôn. Xe nó đẹp như thế này, từng con ốc, từng góc xe đến tất cả các cái thùng bửng của xe thì cực kỳ ok. Đấy, máy nổ lên rồi. Em tiện này em nổ máy luôn. Đấy, dòng này máy cực khỏe nhá. Dòng máy du trai 340 máy cực khỏe luôn. Và máy là máy zin. Đấy, em nổ máy lên để cho các bác cùng xem. Không lại bảo là xe không nổ được máy thì chết giả, mang tiếng cuộc đời. À, cái dòng nhà em thì 3 chân, 4 chân đều có hết nhá. Các bác nào mà yêu thì các bác cứ qua cửa hàng xem xe trực tiếp tại Hải Dương. Vâng, xe đang có mặt tại Hải Dương các bác nhá. Con này thì đang sử dụng là nâng hạ bằng cơ thôi. Vâng, nhưng mà cũng rất là nhanh chóng. Và xe thì đảm bảo bao cam kết là không có lỗi lầm cho các bác luôn. Đấy, xe còn ngon đấy các bác nhỉ. Đấy, số khung gì đây nhá. Đấy, còn số máy ở đó chưa. Đấy, hàng xịn nhìn máy khô đét khô như này mà kể cả turbo. Máy zin nhiều nhất. Dòng này máy zin nên là máy nó rất là chất chứ không như là những dòng máy làm lại các bác nhá. Mà người ta chạy ít, con này chạy cực ít luôn. Đấy, các bác nhìn lại. Máy khô đét luôn. Và bảo hành 1 năm bình thường. Đấy, bác nào mà yêu thì đâu bác nào để cũng chơi được câu nào luôn. Không thể chơi một câu nào với chiếc xe này các bác ạ. Và bác nào mà yêu thì alo cho em nhé. Vâng, cảm ơn các bác và rất vui khi được các bác có những chiếc xe làm ăn kinh tế tốt, kiếm được nhiều tiền và mua tại em Vũ Duy Ô Tô. À, chính những cái con như thế này là các bác làm cực kỳ kinh tế này, hiệu quả cao này. Xe thì bao chuẩn chỉ cho các bác mà đời 2016 mà đẹp như là kiểu đời 2020, 2021 luôn. Đấy, thùng bệ sắt xi đẹp này, xe cứng, dàn lốp còn mới. Và giá tiền thì em này em đang bán là 980 triệu đồng. Đấy, full tiền nhá. Các bác full tiền gái là bao dịch vụ cho các bác luôn. Đấy, một chiếc xe cực kỳ hợp lý với giá tiền thì đúng là quá yêu cho tầm giá. Cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe vừa rẻ vừa ngon tại em Vũ Diêu thôi. Xin trân trọng cảm ơn.